Bài học tuổi thơ. Truyện ngắn của Nguyễn Quang Sáng. Thằng con tôi 11 tuổi, học lớp 6, qua mùa thi chuyển cấp. Nhân một buổi chiều cho con đi chơi mát, nó kể. Đang hỏi nó về chuyện thi cử, nó chợt hỏi lại tôi: "Ba, có bao giờ ba thấy có một bài luận văn nào không điểm không ba?" "Còn số 0 cô cho bự bằng quả trứng gà, không phải cho bên lề mà một vòng tròn giữa trang giấy. Thiệt đó ba, chuyện ngay trong lớp của con, chứ không phải con nghe kể đâu." Tôi chưa kịp hỏi, nó tiếp: "Còn thua ba nữa đó ba, ít nhất bà cũng được nửa điểm. Còn thằng bạn con, còn số 0 bự như quả trứng." Thằng con tôi ngửa mặt cười. Có lẽ nó thấy thú vị vì thời học trò của ba nó ít nhất cũng hơn được một đứa. Số là cách đây vài năm, có một nhà xuất bản gửi đến các nhà văn nhà thơ quen biết trong cả nước một câu hỏi. Tôi còn nhớ đại ý, nhà văn nhà thơ thời thơ ấu học văn như thế nào? Nhà xuất bản in thành sách, nhà văn học văn. Đọc qua, nghe các nhà văn nhà thơ kể, tất nhiên là mỗi người có mỗi cuộc đời, mỗi người mỗi giọng văn. Nhìn chung thì người nào lúc còn đi học cũng có khiếu văn, giỏi văn. Nếu không thì lấy gì làm cơ sở để sau này trở thành nhà văn? Rất logic và rất tự nhiên. Duy chỉ có bài của tôi là hơi khác, có gì như ngược lại. Tôi kể, hồi tôi còn học ở trường trung học Nguyễn Văn Tố năm 1948, năm 1950. Tôi là một học sinh trung bình. Về môn văn không đến nỗi liệt vào loại kém, nhưng không có gì tỏ ra là người có khiếu văn chương. Và có một lần, bài luận văn của tôi chỉ được có một điểm trên 20. Đó là kỷ niệm không quên trong đời học sinh của tôi, môn văn. Khi con tôi đọc bài văn đó, con tôi hỏi: "Sao bây giờ ba là nhà văn?" Và bạn bè tôi cũng hỏi như vậy. Tôi cũng đã tự lý giải về mình và lời giải cũng đã in vào sách rồi, xin không nhắc lại. Tôi hỏi con tôi: "Luận văn cô cho khó lắm hay sao mà bạn con bị không điểm?" "Luận văn cô cho, trò hãy tả một buổi làm việc ban đêm của bố." "Con được mấy điểm?" "Con được 6 điểm." "Con tả ba như thế nào?" "Thì ba làm việc làm sao thì con tả vậy." "Mấy đứa khác, bạn của con?" Thằng con tôi như chợt nhớ, nó lến thoáng: "À, có một đứa, bà nó không hề làm việc ban đêm mà nó cũng được 6 điểm đó ba." "Ban đêm ba nó làm gì?" "Nó tả ba nó đi nhậu à?" "Dạ không phải, bà nó làm việc ban ngày, nhưng khi nó tả thì nó tả ba nó làm việc ban đêm, bà hiểu chưa?" "Còn thằng bạn bị không điểm, nó tả như thế nào?" "Nó không tả gì hết, nó nộp giấy trắng cho cô." "Sao vậy?" "Hôm trả bài lại cho lớp, cô gọi nó lên, cô giận lắm ba, cô hét: "Sao trò không làm bài?" Nó cúi đầu làm thinh, tụi con ngồi dưới đứa nào cũng run cho nó. "Nó là học trò loại cá biệt à?" "Không phải đâu ba, học trò tiên tiến đó ba." "Sao nữa?" "Nó trả lời cô giáo như thế nào?" "Nó cứ làm thinh." "Tức quá, cô mới quất cây thước xuống bàn cái chát." "Sao trò không làm bài?" Tới lúc đó nó mới nói: "Thưa cô, con không có ba." Nghe nó nói, hai con mắt của cô còn mở tròn như hai cái tô. Cô đứng sững như trời trồng vậy ba. Tôi bỗng nhập vai cô giáo. Tôi thấy mình ngã quỵ xuống trước đứa học trò không có ba. Sau đó, cô và cả lớp mới biết được em mồ côi cha vừa lọt lòng mẹ. Ba em hy sinh trên chiến trường biên giới. Từ ấy, má em ở vậy, tần tảo nuôi con. Có người hỏi em: "Sao mẹ không tả ba đứa khác?" Em không đáp, cúi đầu, hai giọt nước mắt chảy dài xuống đôi má.
Chuyện của đứa học trò bị bài văn không điểm đã để lại trong tôi một nỗi đau. Em bị không điểm, nhưng với tôi, người viết văn là một bài học trung thực, sáng tạo không đồng nghĩa với bịa đặt. Giữa những dòng chữ bịa đặt và trang giấy trắng, tôi xin để trang giấy trắng trung thực như trên bài viết.